này. Bây giờ hiện đại rồi, cười hết. Ở ngược đấy nhá. Tại vì sợ chỗ kia chật quá. Say hi.
có sự hiện diện của ông Vũ Minh Tư và bà Nguyễn Thị Hải Lý là thân sinh của cô dâu Mai Hương. Xin quý vị cùng dành những tràng vỗ tay để cùng chúc.